Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Ngày mai là ngày 30 tháng 9, là ngày mở bán đợt 10 của dự án Cát Tường Phú Sinh. Thì hôm nay Nhân làm cái video này để thông tin đến tất cả quý vị khách hàng. Và Nhân biết một điều là còn rất là nhiều khách hàng đang phân vân về dự án Cát Tường Phú Sinh. Cái lý do thứ nhất là mình chưa nắm rõ hết cái thông tin của dự án. Thứ hai là mình không biết được cái giá cả và cái giấy tờ pháp lý của đợt 10 dự án Cát Tường Phú Sinh, cho nên là tất cả quý vị khách hàng mình còn rất là phân vân, cho nên không liên hệ cho các bạn sale để mà nhận cái thư mời lên ngày mở bán ngày 30 tháng 9. Mục đích Nhân làm cái video này để cho tất cả quý vị khách hàng nào chưa có thư mời thì quý vị khách hàng hãy gọi vào số điện thoại là 0909 117 880 để Nhân sẽ gửi thư mời đến tận tay cho tất cả quý vị khách hàng mình chưa có. Và nếu như tất cả quý vị khách hàng mình xem được video của Nhân nhưng mà hơi trễ thì ngày mai là ngày 30 tháng 9 vào lúc khoảng 8 giờ 30 sáng, quý vị khách hàng mình hãy đến địa chỉ là 142/18 đường Cộng Hòa. Quý vị khách hàng mình khi đến đó rồi hãy nhấc máy lên và gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để đích thân Nhân sẽ đi ra đón quý vị khách hàng mình vào tham quan mở bán. Vì một cái lý do là nếu như quý vị khách hàng mình muốn vào tham quan mở bán thì thứ nhất là phải có thư mời và thứ hai là phải có một cái logo của bên chủ đầu tư Cát Tường Phú Sinh thì mình mới được vào trong. Còn nếu như mình không có thư mời và không có logo thì bảo vệ sẽ không cho mình vào. Cho nên là Nhân xin nhấn mạnh lại là quý vị khách hàng mình hãy nhấc máy lên để gọi cho Nhân số điện thoại là 0909 117 880 để mình có thể biết được quy trình ngày mở bán của dự án Cát Tường Phú Sinh là như thế nào và cái giá cả của từng vị trí, từng lô đất nó ra sao. Nếu như trong ngày mở bán còn lại những cái vị trí nào thì Nhân sẽ cố gắng hết sức để lấy cho những vị khách hàng. Còn một cái tình huống xấu nhất là trong ngày mở bán là ngày 30 tháng 9 mà không còn nền nào để giao dịch thì quý vị khách hàng mình có thể để lại cái thông tin. Đến khi nào mà có cái thông tin mở bán hoặc là mở giữ chỗ của đợt 11 thuộc dự án Cát Tường Phú Sinh thì Nhân sẽ thông báo đến tất cả quý vị khách hàng mình được biết để mình có thể chọn được những vị trí ưng ý và hợp với cái tài chính của mình. Và cuối cùng thì Nhân cũng xin nhấn mạnh lại cho tất cả quý vị khách hàng mình, nếu như tất cả quý vị khách hàng còn phân vân về dự án và muốn tìm hiểu những cái thông tin và giá cả trong ngày mở bán thì quý vị cứ liên hệ với Nhân để nhận được thư mời. Và Nhân xin cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã theo dõi video của Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng. Thank you.
tiếp. Thank you.